Nhà vườn Mỹ Kim mến chào quý cô chú anh chị xem kênh là TK Bonsai. Địa chỉ Trường Xuân, Nguyễn Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ và Zalo 0796 812 914. Hôm nay em có về một số bonsai dáng chữ như là Sam Hương, Sigo, Hồng Ngọc Mai và Nguyệt Quế. Mã đầu tiên em lên là mã 1E Mai Chiếu Hỷ. Dáng thì chuẩn rồi nha, cây này thì mình để bàn rất là đẹp ạ. Mai Chiếu Hỷ này thì siêu bông luôn á. Em đo chiều cao tại đây là 22. Tổng tán ngang là 49. Và tại đây là 28. Mã 1E Mai Chiếu Hỷ. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Em đo hoành thân tại đây là 21. 1E Mai Chiếu Hỷ. Cây này thì em giao lưu chậu luôn thì 1,2 triệu nha. Còn quý cô chú anh chị mà không cần xếp chậu thì em có thể ra bầu ạ. Mai Chiếu Hỷ. Cây này thì đã hừng chậu và dáng rất là chuẩn luôn nha. Này. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là mã 2E. Cũng là Mai Chiếu Hỷ. Cây này thì để bàn rất là đẹp luôn nha. Cây này thì ra bông rất là nhiều luôn ạ. Chiều cao em đo tại đây là 14. Tổng tán ngang là 36. Mã 2E Mai Chiếu Hỷ. Cây này cũng đã hừng chậu luôn ạ. Em đo hoành thân tại đây là 19 nha. Hoành thân tại đây là 19 ạ. Mã 2E Mai Chiếu Hỷ. 1,1 triệu nha. Em giao lưu là 1,1 triệu và em cũng bao phí ship luôn ạ. Đây. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là mã 3E Sam Trái. Mã 3E Sam Trái nha. Cây này thì đã hừng chậu luôn rồi ạ. Chiều cao em đo tại đây là 24. Và tổng tán em đo tại đây là 32. Mã 3E Sam Trái. Cây này thì đã hừng chậu rồi. Em có thể xếp chậu luôn cũng được ạ. Còn không xếp chậu thì em ra bầu và em cũng bớt tiền chậu lại ạ. Hoành thân em đo tại đây đi nha. Tại đây là 9 ạ. Mã 3E. Cây này thì em giao lưu là 1 triệu nha. Và em cũng bao phí ship Sam Trái ạ. Em giao lưu là 1 triệu. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 4E cũng là Sam Trái. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Em đo chiều cao tại đây là 38. Và tổng tán ngang tại đây là 46. Mã 4E Sam Trái. Cây này hiện cũng giao lưu là 1 triệu nha. Và em cũng bao phí ship ạ. Em đo hoành thân tại đây là 8 nha. Hoành thân tại đây là 8. Mã 4E em giao lưu là 1 triệu Sam Trái ạ. Và em cũng bao phí ship. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là Hồng Ngọc Mai. Mã 5E Hồng Ngọc Mai nha. Hoa thì màu hồng ạ. Trái còn gọi là sigo hái nha.
Chiều cao em đo tại đây là 20. Tổng tán em đo tại đây là 24. Quý cô chú anh chị nhớ thông số gõ giùm em nha, để nhiều khi em giao cây có thể nói cây nhỏ hơn ạ. Đây, hồng ngọc mai mã 5E. Em đo hoành thân tại đây luôn đi nha. Tại đây là 16 ạ. Mã 5E này thì em giao lưu là 500. Cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. Hồng ngọc mai mã 5E em giao lưu là 500 và em cũng bao phí ship ạ. Đang ra hoa rất là nhiều luôn nha. Mã tiếp theo cũng là hồng ngọc mai nha. Mã 6E ạ. Đang ra búp búp hoa rất là nhiều. Giao tới quý cô chú anh chị là nở hoa vừa chơi luôn đó ạ. Chiều cao của cây này là 16. Tổng tán em đo tại đây là 19 ạ. Và em đo tại đây luôn nha là 24. Mã 6E hồng ngọc mai. Có hoa màu hồng ạ. Có trái nhỏ bằng khoảng ngón tay nha, ngón tay út ạ. Đây em đo tại đây đi nha. Tại đây là 12 ạ. Mã 6E này thì em giao lưu 500 nha. Cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. Đang có búp cho ra hoa rất là nhiều luôn nha. Đây. Hồng ngọc mai mã 6E 500. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là nguyệt quế nha. Đang chuẩn bị ra hoa đó ạ. Mã 7E nguyệt quế ạ. Lá này cũng dạng lá chung nha. Hoa thì rất là nhiều luôn ạ, rất là thơm luôn. Chiều cao em đo tại đây là 28. Tổng tán ngang là 60. Và tại đây là 52. Nguyệt quế mã 7E. Cây này thì em không có ship chậu nha. Chậu này cũng chậu mũ thôi ạ. Em bó bầu và em đi ạ. Em đo hoành thân tại đây là 22. Hoành thân tại đây là 22 nha. Mã 7E. Em giao lưu là 1 triệu ạ. Và em cũng bao phí ship tới nhà luôn ạ. Nếu như quý cô chú không gõ thì liên hệ số điện thoại và Zalo của em nha. 0796 812 914 ạ. Nguyệt quế mã 7E em giao lưu là 1 triệu ạ. Này, em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo cũng là nguyệt quế luôn ạ. Mã 8E. Cây này thì dáng rất là chuẩn rồi nha. Cây này đã hừng chậu rất lâu rồi ạ. Khi đi thì em không có xếp chậu nha. Nguyệt quế mã 8E. Chiều cao em đo tại đây là 44. Và tổng tán là em đo tại đây là 66. Tổng tán dài là cũng là 68 nha. Nguyệt quế mã 8E. Cây này thì đã hừng chậu rồi. Em đo hoành thân tại đây nha. Hoành thân tại đây là 20 ạ. Quý cô chú anh chị có thể khai thác thêm bộ rễ dưới đây nha. Cây này thì đã hừng chậu, em cũng chưa khai thác ạ. Hoa chùm rất là thơm luôn nha. Hoa màu trắng ạ, rất là thơm luôn. Cây này thì em giao lưu là 900 nha. Và em cũng bao phí ship ạ. Mã 8E 900 ạ. Đây. Mã tiếp theo là mã 9E ạ. Sông Hinh nha, cây này thì em ship chậu luôn nha. Cây này về với là để bàn chơi là được rồi ạ.
Cây này thì đã hừng chậu rất lâu rồi ạ. Chiều cao em đo tại đây là 16. Và tổng tán em đo tại đây là 49. Mã 9E Song Hinh. Em đo hoành thân tại đây là 23 nha. 23. Mã 9E Song Hinh thì em giao lưu 1,7 triệu và em bao phí ship luôn nha. Em ship chậu luôn ạ. Song Hinh. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 10E cũng là Song Hinh luôn nha. 10E Song Hinh ạ. Cây này thì đã hừng chậu rồi mà em ra bầu ship đi cho dễ nha. Chiều cao em đo tại đây là 36. Và tổng tán dài là 52. Mã 10E Song Hinh ạ. Cây này thì em giao lưu 1 triệu nha và em cũng bao phí ship ạ. Hoành thân em đo tại đây là 21. Mã 10E 1 triệu nha. Song Hinh ạ. Đây. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là Cần Hân nha. Mình có thể chơi dán phong thủy nha. Dán thế phong thủy ạ. Mã 11E Cần Hân nha. Tổng tán dài là 42. Tổng tán ngang là 24. Cần Hân ạ. Dán phong thủy nha. 11E Cần Hân nha. Chiều cao em đo tại đây là 16. Đây, bộ đế dạng cũ nha. Em đo hân tại đây ạ. Hân tại đây là 12 nha. 12. Mã 11E này thì em giao lưu là 900 nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Đây. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo cũng là Cần Hân luôn nha. Mã 12E Cần Hân luôn ạ. Chiều cao em đo tại đây là 2. Tại đây là 29. Và tổng tán dài là 40. Tổng tán ngang là 20. Mã 12E Cần Hân. Em đo hoành thân tại đây cho quý cô chú tham khảo nha. Tại đây là 16 ạ. Tại ngay đây là 16 nha. Em đo bộ đế tại đây luôn đi nha. 38. Mã 12E Cần Hân em giao lưu cũng 900 và em bao phí ship nha. Khi mua một cặp thì em có thể bớt thêm ạ. Đây. Em lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo là mã Sam Hương nha. Sam Hương Đài Loan lá thì thơm lắm không ạ. Lá thì rất là thơm. Mã 13E Sam Hương. Chiều cao em đo tại đây đi nha. Tại đây là 10 ạ. Tổng tán dài là 34. Và tổng tán ngang tại đây là 22. Sam Hương có lá thì rất là thơm luôn nha. Sam Hương Đài Loan mã 13E. Dán tháp đổ nha. Tháp nước đổ ạ. Hoành thân em đo tại đây là 13 nha. Tại đây là 13. Mã 13E Sam Hương Đài Loan. Cây này thì em giao lưu là 1,1 triệu nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Và em cũng bao phí ship. Đây. Sam Hương Đài Loan 1,1 triệu mã 13E. Em lên mã tiếp theo ạ.
Mã tiếp theo cũng là mã 14E Sam Hương Đài Loan luôn nha. Có dáng rất là đẹp luôn nha. 14E Sam Hương Đài Loan. Chiều cao là 24. Tổng tán dài là 52. Và tán ngang là 28. Mã 14E Sam Hương Đài Loan. Đây. Cây này thì đã hờn chậu rất lâu rồi ạ. Và em đo hoành thân tại đây nha. Hoành thân tại đây là 19. 19. 14E Sam Hương Đài Loan. Em giao lưu là 1,2 triệu nha. Và em bao ship tận nơi luôn ạ. 1,2 triệu. Dán cây đây nha. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 15E Hồng Ngọc Mai nha. Đang ra hoa rất là nhiều luôn ạ. Có hoa màu hồng ạ. Đây là một cặp nha. Em giao lưu một cặp luôn ạ. 15E Hồng Ngọc Mai một cặp. Em đo tại đây đi nha. Quý cô chú anh chị mình nhớ thông số nha. Tại đây là 6. Tổng tán dài tại đây là 18 nha. Và cây kế bên đây là tổng tán dài là 12. Và như vậy là 14. Đây. Em đo tại đây luôn đi nha. Thân thì có 6 rồi nha. 15E, cặp này thì em giao lưu là 500 nha. Và em cũng bao phí ship ạ. Một cặp luôn ạ, đang ra hoa rất là nhiều nha. Hồng Ngọc Mai, một cặp 500 và bao phí ship tận nơi luôn nha. Đây, này là dạng mini để bàn nha quý cô chú anh chị. Về hai chậu mới thì rất là đẹp luôn nha. Hai chậu dạng cao ạ. Đây, Hồng Ngọc Mai, mã 15E 500 và bao phí ship. Em lên mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là 16E cũng là Hồng Ngọc Mai luôn nha. Đang cho ra hoa. Trái là cũng như sơ ri hái nha. Đây trái đây ạ. Trái đây. Đang ra hoa luôn ạ. Em đo tại đây đi nha. Tại đây là 16. Và cây bên hông bên đây cũng là 16 nha. Thân thì cũng khoảng 6 rồi nha. 5 hoặc 6 ạ. Hồng Ngọc Mai 16E, cặp này em giao lưu cũng 500 và em bao phí ship nha. Hồng Ngọc Mai 16E, đây. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 17E. Cũng là sam trái luôn nha. Cây này thì đã hờn chậu rồi ạ. 17E sam trái. Chiều cao em đo tại đây là 30. Và tổng tán em đo tại đây là 29. Đây. 17E sam trái. Có thể khai thác thêm bộ ghế dưới đây nha. Hoành thân em đo tại đây cho quý cô chú tham khảo nha. Là 9 ạ. Mã 17E sam trái em giao lưu 1 triệu nha. Và em cũng bao phí ship luôn ạ. Quý cô chú không có rõ thì liên hệ số điện thoại và Zalo của em nha. 0796812914 ạ. Đây, sam trái. Mã 17E 1 triệu và em bao phí ship tận nơi luôn nha. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là 18E cũng là sam trái luôn nha. Cái này thì cũng đã hừng chậu rồi ạ. Đây. Chiều cao em đo tại đây là 22. Và tổng tán dài em đo tại đây là 36. Mã 18E sam trái ạ. Hoành thân em đo tại đây đi nha. Tại đây là 10 ạ. 10. Mã 18E sam trái thì em giao lưu là 1 triệu nha. Và em cũng bao phí ship tận nơi luôn ạ.
Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. 18E sam trái, giao lưu là 1 triệu ạ. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 19E Nguyệt Quế nha. Lá chung hoa chùm ạ. Hoa thì rất là thơm luôn rồi ạ. 19E. Cây này thì em không có xếp chậu nha. Em bó bầu và em đi luôn ạ. Chiều cao là 38. Tổng tán dài là 56. Và tổng tán ngang là 40. Mã 19E Nguyệt Quế. Cây này thì em giao lưu 900 nha. Và em cũng bao phí ship luôn ạ. Em đâu hoành thân tại đây nha. Hoành thân tại đây là 16 nha. Đây. Hoành thân ạ. Về quý cô chú anh chị mình khai thác thêm bộ rễ nha. 19E Nguyệt Quế. Em giao lưu là 900 và em bao phí ship. Em không ship chậu nha. Đây. Quý cô chú không gõ có thể liên hệ số điện thoại và Zalo của em nha. Mã tiếp theo là mã 20E cũng là Nguyệt Quế luôn ạ. À. Đang ra hoa luôn đấy nha. Hoa thì rất là thơm luôn ạ. À. Đang ra rất là nhiều hoa này nha. Mã 20E Nguyệt Quế. Em đo chiều cao tại đây đi nha. Chiều cao tại đây là 60. Và tổng tán dài em đo tại đây là 69. Em đo tổng tán ngang luôn đi nha. Tổng tán ngang là 29. Mã 20E Nguyệt Quế ạ. Em đo hoành thân tại đây đi nha. Hoành thân em đo tại đây là 22 ạ. 22. Mã 20E Nguyệt Quế. Em giao lưu cây này là 1 triệu 2 nha. Và em cũng bao phí ship tới nơi luôn ạ. Cây này thì em không ship chậu ạ. Đang ra hoa rất là nhiều và thơm luôn nha. Đây. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là mã 21E. 21E nha. Linh Sam ạ. Có hoa màu tím nha. Hoa thì rất là thơm và đẹp luôn đây ạ. Đang chuẩn bị ra hoa nha. Mã 21E Linh Sam. Chiều cao em đo tại đây là 32. Và tổng tán dài em đo tại đây là 40. Tổng tán ngang em đo tại đây là 24. Linh Sam ạ. Mã 21E Linh Sam thì em giao lưu là 1 triệu 1 luôn nha. Cây này thì đã hừng chậu luôn rồi ạ. Em đo hoành thân tại đây là 12 nha. 12. Đây. Mã 21E Linh Sam em giao lưu là 1 triệu 1. Đang ra hoa, hoa thì màu tím luôn nha. Cũng có mùi thơm luôn ạ. Cây tiếp theo cũng là Linh Sam luôn nha. Mã 22 Linh Sam. Hoa cũng là màu tím luôn ạ. Đây. Em đo chiều cao tại đây là 29. Và tổng tán ngang là 34. Tổng tán dài là 42. Mã 22E. Em đo hoành thân tại đây là 14 nha. Hoành thân tại đây là 14. Mã 22E Linh Sam. Em giao lưu là 900 nha. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. Đây. Mã 22E em giao lưu là 900 và bao phí ship luôn ạ. Mã 23E là em giao lưu là Sigo nha. 23E Sigo ạ. Em đo chiều cao tại đây là 19.
tổng tán dài là 42 và tán ngang em đo tại đây là 29, mã 23 E Sigo. Cây này thì đã hồng chậu rồi nha. Em đo hoành thân tại đây cho quý cô chú mình tham khảo là 13 nha, hoành thân là 13 luôn ạ. Mã 23 E này hiện giao lưu là 1,1 triệu ạ. Siro có trái và nấu nước uống được nha. Mã 23 E Siro 1,1 triệu. Tiếp theo cũng là Siro luôn nha. Mã 24 E Siro luôn ạ. Chiều cao em đo tại đây là 18 và tổng tán dài là 38. Tổng tán ngang em đo tại đây là 19. Mã 24 E Sigo luôn ạ. Cây này thì đã hơn chậu rồi nha. Hoành thân em đo tại đây là 11. Quý cô chú có thể khai thác thêm bộ rễ nha. Đây, cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. Sigo mã 24 E em giao lưu là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu ạ. Và em cũng bao phí ship ạ. Em lên mã tiếp theo luôn nha. Mã tiếp theo là Hồng Ngọc Mai ạ. Mã 25 E Hồng Ngọc Mai. Chuẩn bị ra hoa luôn nha. Hoa có màu hồng mà. Em đo tán ngang tại đây là 24 và tổng tán dài em đo tại đây là 20 đi nha. Cây này thì cũng dạng mini, với cô chú mình nhớ thông số cho rõ nha, để khi nhận hàng không có sai ạ. Chiều cao em đo bộ rễ tại đây là 9 nha, là 8 nha. Đây ạ, Hồng Ngọc Mai ạ, mã 25 E. Cây này thì em giao lưu là 500 nha, khi mua một cặp thì em có thể bớt luôn ạ. Hồng Ngọc Mai mã 25 E 500. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo cũng là Hồng Ngọc Mai nha. Khi mua một cặp em có thể bớt luôn nha. Cây hệ này thì đang ra hoa, đang có búp, đang chuẩn bị ra hoa. Mã 26 E. Chiều cao em đo tại đây nha. Chiều cao tại đây là 10 và tổng tán ngang tại đây là 22. Tổng tán dài em đo tại đây là 22 luôn. Hồng Ngọc Mai đang ra hoa nha, tới tay quý cô chú ạ. Anh chị nhận là ra rất là đẹp luôn ạ. Mã 26 E. Đây, em giao lưu cũng 500 nha, khi mua một cặp thì em có thể bớt nha. Mã 26 E 500 và em cũng bao phí ship. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo là Chiếu Hỷ Siêu Bông nha. Đây, cây này thì mình ra chậu, mình để trên bàn mình uống trà rất là ok luôn nha. Có bông thì có mùi hương luôn ạ. Hoa thì màu trắng, siêu bông luôn đó ạ. Rất là đẹp. Mã 27 E Siêu Bông, Chiếu Hỷ Siêu Bông. Chiều cao em đo tại đây là 28 và tổng tán ngang, tổng tán ở đây thì 32. Chiếu Hỷ Siêu Bông luôn nha. Em đo hoành thân tại đây là 18 nha. Hoành thân tại đây là 18 ạ. Cây này thì mình về mình bỏ vài cửi nước, cử nước và mình chăm nước vào thì hoa sẽ ra nha. Khi cây héo hoa chăm nước vào ạ. Chiếu Hỷ Siêu Bông mà, cây này là siêu bông luôn nha. Mã 27 E này hiện giao lưu có 600 thôi nha. Và em bao phí ship. Cây này thì đã hừng chậu rồi ạ. 600. 27 E mà, Chiếu Hỷ Siêu Bông ạ. Em lên mã tiếp theo cũng là Chiếu Hỷ Siêu Bông luôn nha. Đây, 28 E Chiếu Hỷ Siêu Bông đang ra hoa luôn đây nha. Chiều cao em đo tại đây là 38 và tổng tán em đo tại đây là 42. Chiếu Hỷ Siêu Bông mã 28 E. Em đo hoành thân tại đây là 10, 15 nha. Hoành thân tại đây là 15 đi ạ. 28 E này hiện giao lưu cũng 600 luôn nha.
mai chiếu hỷ siêu bông ạ. Đây. Em lên mã tiếp theo là mã 29E nha. Linh Sam ạ. Hoa thì màu tím nha. Cây này thì chuẩn bị ra hoa luôn đó ạ, dáng đổ. Tổng tán em đo tại đây là 38 và tán ngang là 30. Linh Sam siêu bông nha, hoa màu tím nè, dáng hấp đổ. Em đo hoành thân tại đây đi nha. Hoành thân tại đây là 22. 22 ạ. Mã 29E. Linh Sam siêu bông. Cây này thì em giao lưu là 1 triệu nha. Chiều cao em đo tại đây là 17 đó nha. Linh Sam siêu bông có hoa thì màu tím ạ. Mã 29E này thì em giao lưu là 1 triệu mốt luôn nha. Và em cũng bao phí ship ạ. Cây này thì đã hơn chậu rồi ạ. Đây. Quý cô chú không gọi thì liên hệ số điện thoại và Zalo của em nha. 0796812914 ạ. Em lên mã tiếp theo là mã 30E. Cặp này là hồng ngọc mai luôn nha. Em lên một cặp luôn ạ. 30E. Em đo tại đây là 14 nha. Và em đo tại đây là 14 luôn ạ. Đen ra hoa nha. Hồng ngọc mai ạ. Đây. Hồng ngọc mai. Mã 30E. Cặp này thì em giao lưu là 450 nha. Hoành thân chắc khoảng 5. 4 hoặc 5 ạ. 30E. 450 hồng ngọc mai đen ra hoa luôn nha, một cặp luôn ạ. Đây. Cây này thì em cũng bao phí ship ạ. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo này là thì cũng là một cặp hồng ngọc mai luôn nha. Mã 31E đen ra hoa luôn ạ. Em đo tại đây là 14. Và cây này thì em đo tại đây đi nha, cũng là 14 là tại đây đi ạ. Mã 31E hồng ngọc mai, cặp này thì em giao lưu cũng 450 luôn nha. Và em bao phí ship mà. Cây này thì đã hừng chậu ở trong đây luôn rồi ạ. Hồng ngọc mai. Mã 31E 450 ạ. Đây, đang ra hoa rất là nhiều nha. Hoa thì màu hồng ạ. Em lên mã tiếp theo luôn ạ. Mã tiếp theo cũng là một cặp hồng ngọc mai nha. Mã 32E. Hoa màu hồng có trái nhỏ ạ. Trái cũng như là trái gọi là sơ ghi hái nha. Hồng ngọc mai ạ. Mã 30E này thì cặp này thì em giao lưu là 500 nha. Em đo tổng tán ngang tại đây là 15. Và cây này tổng tán ngang là 12. Tổng tán dài của cây này là 16 ạ. Mã 32E. Cặp này hồng ngọc mai em giao lưu là 500 nha. Cặp này thì cũng là cuối clip của em luôn rồi ạ. À. Em rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua ạ. À. Em chân thành cảm ơn ạ. À.